Rap Việt 2020, dế choắt trở thành quán quân mùa đầu tiên, mạng xã hội dậy sóng vì thái độ của G-Ducky. Trong đêm chung kết 2 và trao giải của chương trình Rap Việt, bất ngờ xảy ra khi dế choắt đội Huawei đánh bại quái vật G-Ducky của Carrick để trở thành quán quân với phần thưởng nửa tỷ đồng. Đêm chung kết xếp hạng của Rap Việt mùa đầu tiên đã chính thức diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy 14 tháng 11. Sau 3 tháng đồng hành cùng chương trình, top 8 gồm dế choắt Lăng LD, Ricky Star, MCK, G-Ducky, The Link, Thành Draw, Gonzo chính thức gặt hái được quả ngọt. Bên cạnh màn trình diễn của các nghệ sĩ trong nước, sự xuất hiện của 4 ngôi sao quốc tế cũng khiến đêm gala này trở nên bùng nổ hơn hẳn. Đến giờ phút quan trọng nhất, dế choắt team Huawei đã được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, khép lại một mùa giải đầy thành công của Rap Việt. Dế choắt và G-Ducky đều nhận được 3 trên 8 điểm số từ giám khảo. Nhưng thí sinh đội Huawei có 196.949 phiếu bình chọn, trong khi đại diện của Carrick chỉ được 143.520, nên dế choắt nghiễm nhiên trở thành quán quân của Rap Việt 2020. G-Ducky giữ vị trí á quân. MC Trấn Thành công bố quán quân thuộc về dế choắt với 196.949 phiếu bình chọn, 3 trên 8 lượt bình chọn của giám khảo huấn luyện viên. Anh nhận được cúp chiến thắng và 500 triệu đồng, tài trợ thu âm và được kết hợp với một nghệ sĩ quốc tế có trị giá 500 triệu đồng. G-Ducky trở thành á quân từ 143.520 bình chọn, 14,7% và đồng điểm giám khảo với dế choắt. Anh nhận được 100 triệu đồng và quà từ nhà tài trợ. Ricky Star, Lăng LD, Thành Draw, The Link, Gonzo và MCK đồng loạt giải ấn tượng. Bài hát cuối cùng trên sàn đấu, Chim sẻ và dâu tây của dế choắt là món quà anh dành tặng cho huấn luyện viên Huawei. Những giai điệu ca từ đến những cái ôm thật chặt vào cuối bài của hai thầy trò khiến khán giả đi từ hứng khởi đến vỡ òa cảm xúc. Dế choắt chia sẻ, hình ảnh của chim sẻ và dâu tây ẩn dụ cho bản thân anh và huấn luyện viên của mình, chứng kiến cả một quá trình đi đến thành công của Huawei đã truyền cho anh nhiều động lực và cảm hứng. Huawei không ngờ dế dành phần thi quan trọng chỉ để thổ lộ tình cảm của mình. Huấn luyện viên Huawei nghẹn ngào khi nói về bài hát đặc biệt này của dế choắt. Đa phần người xem Rap Việt nhận định dế choắt xứng đáng với ngôi vị cao nhất và gửi lời chúc mừng tới nam thí sinh. Từ trước cuộc thi, âm nhạc của anh đã được nhiều người biết tới và yêu thích. Trong hành trình Rap Việt, học trò đội Huawei cũng thể hiện được phong cách rap giàu chất liệu đời, được thêu dệt bằng những ngôn từ sâu sắc. Một bộ phận khán giả bày tỏ nể phục dế choắt vì âm nhạc của anh chạm tới cảm xúc người nghe. G-Ducky bật khóc biểu cảm nghi vấn không phục. Trong đêm chung kết 2 và trao giải của Rap Việt, lúc MC Trấn Thành công bố kết quả, phản ứng của G-Ducky đã khiến dư luận xôn xao. Điều đáng nói, khi MC Trấn Thành mời giám khảo Justati Remastic lên trao tiền thưởng 100 triệu đồng cho á quân, G-Ducky có phản ứng gây chú ý. Anh quay lại ôm huấn luyện viên Carrick cùng các thí sinh khác rồi bật khóc, sau đó quay mặt xuống sân khấu hét vang tên mình với thái độ có phần dữ dội. Anh cùng người hâm mộ hô to 3 lần, G-Ducky trong ánh mắt máu lửa. Phản ứng của G-Ducky lập tức gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm về cảm xúc bộc phát của G-Ducky, nhưng cũng có nhiều bình luận tỏ ra không hài lòng. Đa số đều cho rằng việc không kiềm chế được cảm xúc sẽ dễ khiến cho G-Ducky bị mất thiện cảm trong mắt khán giả. Tuy vậy, trong phần chia sẻ sau khi kết thúc chương trình, G-Ducky cũng đã gửi lời xin lỗi vì có cảm xúc quá mạnh khi đứng trên sân khấu. Tôi xin lỗi mọi người vì vừa nãy đã có những cảm xúc rất mạnh mẽ nên bây giờ giọng bị ảnh hưởng. Trước thềm chung kết, G-Ducky được số đông dự đoán trở thành quán quân. Cá nhân anh tạo được hiệu ứng truyền thông tốt qua các vòng thi, đồng thời sở hữu sự toàn diện trong kỹ năng. Nhìn lại hành trình rap Việt, học trò Carrick sở hữu tới 3 bản rap ấn tượng là Đôi Mắt, Chạy và Tiền Nhiều Để Làm Gì. Song trong đêm chung kết 1, G-Ducky tỏ vẻ hụt hơi khi mang tới bản rap hơi hợt, không ấn tượng. Tại vòng thi cuối, nam thí sinh cũng chưa thực sự lấy lại được phong độ. Ở vị thế huấn luyện viên, Carrick thừa nhận đã tính sai đường cho học trò. Anh nói, trong những giờ phút cuối, tôi tính chủ đề sai cho G-Ducky. Đáng lẽ tôi nên tính đường xa hơn để G-Ducky có thời gian làm những chủ đề khác. Tôi có thể nhìn thấy khả năng của từng thí sinh đội khác, nhưng rốt cuộc tôi không đủ thời gian. Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả tỏ ra không phục kết quả. Nhiều người còn xem bình luận tiêu cực, chỉ trích quán quân nhằm thể hiện tình yêu với G-Ducky. Vào lúc 2 giờ sáng 15 tháng 11, huấn luyện viên Carrick đã đăng tải lại khoảnh khắc G-Ducky biết được kết quả chung cuộc. Trong bài đăng, Carrick không giấu được niềm tự hào và gọi G-Ducky, "That's my warrior", đó là chiến binh của tôi đó. Sau đó, khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Carrick tiếp tục đăng tải dòng trạng thái để một lần nữa khẳng định lập trường của nam rapper trước kết quả chung cuộc Rap Việt. Theo đó, Carrick khẳng định dế choắt hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân vì đã giữ được phong độ xuyên suốt 4 vòng đấu.
anh cũng nhấn mạnh đây chính là yếu tố cần thiết cho ngôi vị cao nhất.